What's up? Xin chào 500 anh em. Đã lâu lắm rồi thì mình chưa có trên tay một con bàn phím nào hay ho và đặc biệt. Thì hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu đến cho anh em một con bàn phím cơ mới. Và con này cũng rất là hay. Nó khác rất nhiều so với những chiếc bàn phím cơ trước đây mà mình từng review. Và nó cũng giống một cái con bàn phím trước đây nhưng mà nó là bản 60% thôi. Còn bây giờ đây là bản TKL như các bạn đã nhìn thấy ở trên cái vỏ hộp đây. Thì đây là bàn phím đến từ hãng Moto Speed. Đó, có mã là K87S RGB luôn, nhìn rất là đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mở hộp trên này nha. Let's go. Về cái cách đóng hộp của em này thì chúng ta nhìn thấy nó khá là nhỏ gọn, với cái hộp chiếu là tông màu đen và ở ngoài nó sẽ có in một số các cái thông số cơ bản của chiếc bàn phím. Nhìn nó rất là màu mè như thế này đó, thì đã chúng ta cũng biết được là chiếc bàn phím này sẽ khá là màu. Rồi, đây chiếc bàn phím được đóng gói rất là chắc chắn. Ở phía trong này thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái lớp đệm mút khá là dày và chiếc bàn phím màu trắng sẽ nằm ở giữa đây đó. Cầm lên thì đã nghe thấy tiếng lắc tắt rồi, chứng tỏ đây là bản Blue Switch. Đó, đệm mút rất là dày luôn. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có tặng kèm một cái keybinder và một cơ số sách hướng dẫn cũng như là phiếu bảo hành. Nhưng cái này thì cũng không quan trọng lắm. Sách hướng dẫn thì các bạn cũng có thể mở ra mình tham khảo nếu như mà mình vẫn chưa biết cách sử dụng. Rồi. Đây, để mình lấy giúp bàn phím ra nha. Rồi, và đây chính là chiếc bàn phím cơ Moto Speed M87S của chúng ta. Thì thoạt đầu tiên nhìn trên cái bề mặt của sản phẩm thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái bàn phím hoàn toàn là màu trắng, với cái blade của nó sẽ là blade bằng kim loại và nó sẽ có kiểu dạng hơi ngả vàng một chút, nhìn rất chi đi là luxury. Rồi, ở phía sau đít thì chúng ta sẽ thấy có một thêm một cái tấm để bảo vệ cái mông của em này nữa. Thì không biết vì sao nó không bảo vệ ở phía trên mà nó lại bảo vệ ở phía dưới. Có lẽ thì do ở phía dưới này đây là một cái tấm nhựa trong suốt. Đó. Cái tấm nhựa trong suốt này thì dùng để làm gì thì tí nữa mình sẽ cho các bạn cùng coi nha. Rồi, bỏ cái tấm bảo vệ đít vào một bên. Quay trở lại với bàn phím cơ. Thì đây là bàn phím sử dụng Blue Switch. Nếu các bạn đã biết thì mình bấm là nó nghe lắp bắp ngay từ đầu rồi. Thì các bạn đã biết đây là Blue Switch rồi. Và cái switch của em này thì là switch một thằng rất là nổi tiếng, đó là Otemu. Một thằng nổi tiếng rất là nổi tiếng nhưng mà nổi tiếng bên tàu nha các bạn. Phím tàu thì hay sử dụng cái switch này lắm. Và nó cũng cho cái độ bền khá là tốt, cũng như là giá thành nó cũng khá là rẻ so với lại những cái switch khác. Cái thứ hai mà chúng ta cần phải nhìn để ý đến là cái con này có layout TKL. Và cái thể hiện của nó sẽ là bo sát tất cả các cái nút luôn. Nhìn nó cực kỳ gọn gàng, đây không có chút thừa thãi nào ra hết. Nhìn rất là gọn, không có giống một số các bàn phím thì nó sẽ hơi thừa ra một chút, nhìn nó to bản. Thì cái này nó lại hướng đến cái kiểu nhỏ gọn. Thì xung quanh viền chúng ta có thể nhìn thấy đây là được bọc bằng nhựa trong suốt luôn. Đó. Phía cái cây này, từ phía trên đến phía dưới, tất cả đều được bọc nhựa trong suốt hết. Nhìn rất là đẹp. Ở đây về cái phần keycap thì chúng ta thấy là keycap của nó thì vẫn là sử dụng keycap ABS Double Shot. Với cái keycap này chúng ta có thể thoải mái bấm mà không bị bay chữ, cũng như là sẽ có xuyên led. Tuy nhiên thì cái phông của em này mình thấy nó không được đẹp lắm. Cái phông của nó khá là to, khá là tàu. Nếu như mà các bạn muốn đẹp hơn thì có thể nên đầu tư cho nó một cái bộ keycap. Ngoài ra một cái điểm trừ nữa mà mình thấy rõ ràng đập vào mắt thì đó chính là những cái con ốc này, nó khá là to. Nếu như mà các bạn có thể kiếm được những con ốc nào mà nó nhỏ mà nó phẳng gắn vào thì nó sẽ có lẽ sẽ đẹp hơn. Về cái dây cáp của em này thì là dây cáp bằng nhựa thôi. Tuy nhiên thì đây là nhựa chống rối, khá là dày và chắc chắn. Chúng ta vẫn sẽ có cục chống nhiễu và cổng USB. Những USB này cũng được mạ vàng và sẽ có đóng logo Moto Speed, khá là ngon. Chúng ta vẫn sẽ có được cái dây để quấn hỗ trợ cho cái dây nó đỡ lòng lòng, đỡ rối. Rồi chúng ta sẽ đến với mặt sau thì chúng ta sẽ có hai cái miếng chống trượt ở đây. Những cái lẫy này thì nó cũng sẽ có cái hệ thống chống trượt ở ngay trên cái đầu lẫy này luôn. Đây là hai cái lớp cao su. Nó sẽ giúp cho chúng ta chống trượt nếu mà chúng ta bật lẫy lên. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai miếng nhựa chứ không phải là bằng cao su nữa.
Và toàn bộ cái mặt đít này thì nó cũng được làm bằng nhựa trong suốt luôn. Tuy nhiên thì ở phía dưới, phía trong này thì chúng ta sẽ thấy một cái lớp mica màu trắng nữa ở phía trong. Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn biết vì sao nó làm thiết kế như thế này nha. Từ nãy giờ thì chúng ta thấy là con bàn phím này nó khá là bình thường. Ngoài cái thiết kế nhỏ gọn cũng như là cái play kim loại ra thì nó không có gì đặc biệt nổi bật cả. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mà con bàn phím này khác biệt nhất so với những con bàn phím khác, đó chính là phần đèn LED. Ok, và đây chính là cái phần đèn LED của em này. Như các bạn đã thấy, mình đã đắt bớt đèn ở trong phòng đi và bật con bàn phím lên. Thì hệ thống đèn LED của nó sẽ đèn LED RGB, nó cực kỳ đẹp và rất là mượt. Ngoài ra thì nó sẽ còn được trang bị thêm một cái hệ thống đèn LED ngay ở phía dưới mặt đáy nữa như thế này. Và nó sẽ chạy vòng quanh bàn phím luôn. Đó chính là cái điểm đặc biệt mà mình muốn nhắc đến. Đó cũng là lý do vì sao mà hãng nó lại làm một cái đế bằng nhựa trong suốt luôn. Rồi chúng ta sẽ lật xem mặt sau nhé. Đây, các bạn thấy đây. Mặt sau thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái dải đèn LED chạy xung quanh bàn phím như thế này. Và cái dải đèn LED này nó sẽ được chắn bởi một cái tấm mica mờ, thì sẽ giúp cho cái đèn LED nó tản ra đều hơn và cũng như là chống lóa mắt. Ngoài ra thì nó sẽ được trang bị full một cái cây mica bằng trong suốt như thế này, thì đèn LED nó sẽ tỏa xuống đế cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đó. Khi các bạn để lên trên bàn thì các bạn có thể nhìn thấy cái dải đèn LED nó chạy ra xung quanh, kể cả bên góc cạnh bên này nữa, nhìn nó rất là đẹp, cả phía trên nữa. Đó, và cái hệ thống đèn LED này mình cũng có thể chỉnh được luôn ở ngay trực tiếp trên bàn phím nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn cách hướng chỉnh đèn LED nhé. Thì đầu tiên để chỉnh đèn LED ở phía trên bàn phím này thì chúng ta sẽ ấn Fn cộng với lại Insert để đổi chế độ. Này, đó, khá là đơn giản. Và nếu như mà để đổi màu thì chúng ta ấn Fn cộng đeo để đổi màu của cái chế độ nó chuyển sang một màu hoặc là RGB tùy thích. Đó. Cũng như để tăng giảm tốc độ thì chúng ta ấn Fn dấu cộng hoặc là Fn dấu trừ để giảm tốc độ chạy LED. Đây là tăng độ sáng Fn lên và Fn xuống là để giảm độ sáng. Đó, khá là đơn giản. Chúng ta cũng thể ấn Fn cộng PS để tắt LED hoàn toàn luôn. Rất là đẹp. Rồi, ngoài ra thì nếu mà để chỉnh được cái hệ thống đèn LED viền xung quanh đây, chúng ta ấn Fn cộng với lại HM, tức là nút Home đây, để đổi chế độ. Đó, nó sẽ chạy, sẽ chuyển sang chế độ chạy một màu như thế này, hoặc là sáng chớp tắt. Để đổi màu LED thì chúng ta cần Fn cộng với nút N để mà đổi cái màu LED của chế độ đèn LED viền. Đó, chúng ta cũng có thể là đổi sang một màu rất là đẹp như thế này, hoặc là để nó chuyển đổi thành 7 màu. Đó, rất là đơn giản luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng show cho anh em cái hệ thống đèn LED của em này nhé. Thì như các bạn đã vừa nghe thấy tiếng gõ của em này, thì tiếng của nó đang sử dụng Bluetooth nên nó sẽ rất là đanh và nó có cái cảm giác nghe khá là vang. Giống như các cái dòng của thằng Utemu khác thì nó nghe rất là to và rất là đanh. Nếu như mà các bạn không thích cái sự ồn ào này thì con này nó còn thêm có một phiên bản nữa, đó là phiên bản Red Switch, thì nó sẽ đỡ ồn hơn rất là nhiều. Và cái tiếng của em này nghe khá là to so với những cái con bàn phím khác
cũng dùng Blue Switch. Về cái độ nảy hay đàn hồi thì các bạn biết rồi, dùng Ultimate thì nó cho cái cảm giác khá là nảy thôi, cũng không có được có cảm giác ngon lắm như những cái Switch Cherry hay là những Switch danh tiếng khác. Nhưng mà đối với cái tầm tiền như thế này thì rất là ok rồi. Như vậy là mình đã vừa mới đi review sơ qua cho anh em về con bàn phím Moto Switch K87F RGB. Về cái tầm giá của anh em này là khoảng tầm 1 triệu đồng thì các bạn sẽ có những thứ gì? Đầu tiên nói về ưu điểm của em này thì phải nói là cực kỳ ngon về cái ngoại hình. Nó là hệ thống đèn LED cực kỳ đẹp với đèn LED RGB. Và cái cây của nó sẽ là cây trong suốt, gần giống như là những cái con bàn phím mà dạng là bàn phím custom á. Những con bàn phím đó thì nó khá là đắt. Và cái hệ thống đèn LED của em này cũng rất là mượt mà nữa. Đó, như các bạn thấy đây, nó không hề có cái sự delay và cực kỳ là sáng luôn. Thêm nữa thì chúng ta sẽ có một cái layout T-Color chuẩn, các bạn có thể chơi keycap thoải mái nhé. Ngoài ra thì có những đặc điểm khác thì nó cũng khá là bình thường thôi. Về cái nhược điểm của em này thì có lẽ là đến từ cái bộ keycap dùng cái form tàu khá là bựa. Thì mình cái này có thể mình thay một cái bộ keycap khác ngon hơn để tăng thêm cái trải nghiệm gõ cũng như là cái ngoại hình của em này nó được cải thiện hơn. Ví dụ như các bạn có thể mua một bộ keycap PPT hoặc là budding màu trắng thì mình nghĩ sẽ rất là phù hợp với em như thế này. Và nó cũng sẽ cho cái cảm giác cao cấp hơn là nhiều nữa. Ngoài ra thì có một nhược điểm nữa, đó là em này đang sử dụng switch Ultimate và switch này thì cũng không được ngon lắm. Tuy nhiên thì với tầm giá tiền này cũng khó mà có thể kiếm được một em nào vừa có thể ngon như thế này mà lại sử dụng switch cao cấp được. Nếu mà sử dụng switch Cherry hay là những switch Kai, Gateron thì có lẽ giá của nó sẽ phải lên gấp đôi, gấp ba đấy. Ok, như vậy với cái tầm tiền này thì anh em nghĩ sao về chiếc bàn phím Moto Switch này? Nếu mà các bạn em có cái ý kiến gì thì để lại dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn muốn mua thì mình có để link ở phía dưới phần mô tả đấy. Ngoài ra thì anh em muốn mình lắp keycap nào cho em này thì hãy bình luận cho mình biết để mình có thể có thời gian mình sắp xếp mình làm một video thay keycap cho em này. Như vậy cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye.